Chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã trở lại với channel Invest và Travel của Jason. Hôm nay, Jason sẽ cập nhật một số thông tin trên thị trường chứng khoán cho các bạn. Trước mắt thì thị trường chưa có gì thay đổi nhiều. Tất cả những chỉ số của Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 đều chưa có thay đổi gì cả. Một số công ty đã report ER vào sáng hôm nay như là Goldman Sachs. Goldman Sachs ngày hôm qua trước khi thị trường đóng cửa đã lên được 7 đồng. Thông thường khi Goldman Sachs report ER sẽ dao động khoảng từ 8-9 đồng mà thôi nhưng hôm qua trước khi có report cũng đã lên 7 đồng. Thành ra sáng nay khi có report vừa có kết quả, Goldman Sachs đã không có thay đổi giá cả gì nhiều. Và hãng xe hơi Use Carvana sáng hôm nay đã tăng gần 30% sau khi đã thương lượng được công ty sẽ giảm đi số nợ trong thời gian tới. Chiều nay thì sẽ có công ty Tesla, Netflix, IBM sẽ report ER sau khi thị trường đóng cửa. Thông thường Tesla khi có kết quả ER thì sẽ không có dao động nhiều vì ngày thường Tesla đã dao động quá nhiều rồi, nên trong report này Tesla có thể chỉ dao động khoảng tầm 18 cho đến 20 đồng. Tuy nhiên nếu như kết quả của Tesla mà tốt thì có thể Tesla sẽ tiếp tục tăng trưởng nhiều hơn là con số 20 điểm. Và nếu như Tesla có kết quả không tốt thì, uh, thì mình cho rằng Tesla cũng sẽ không có đi xuống cái giá thấp như nhiều người uh, đồn thổi rằng nếu như Tesla có kết quả xấu thì sẽ về lại cái giá 200 hoặc là thấp hơn. Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong thị trường chứng khoán, nhưng cá nhân mình thì nghĩ rằng điều này sẽ không xảy ra. Có rất nhiều strategy là hình thức để cho các bạn có thể trade uh, cổ phiếu Tesla trước khi có ER. Để nói về chi tiết từng cách trade Tesla trước khi có ER thì nó quá tốn nhiều thời gian. Jason chỉ có thể nói sơ sơ cho các bạn hiểu, còn khi mà Jason dạy học cho các bạn học sinh của mình thì mình mới nói chi tiết. vì nó cũng mất một vài tiếng đồng hồ chứ không phải vỗ vẹn trong thời gian 5 phút. Uh, chẳng hạn như chiều hôm nay có công ty Tesla Report nếu như các bạn muốn trade trước khi có ER thì các bạn có thể có nhiều hình thức khác nhau. Thứ nhất là các bạn có thể mua một cái call hoặc là một cái put nếu như các bạn nghĩ rằng test này đi lên hay đi xuống thì các bạn cứ mua call hay là put theo ý các bạn hoặc là các bạn có thể mua share còn nếu như các bạn nghĩ rằng test này sẽ dao động nhiều thì các bạn có thể mua một lúc hai hướng hướng call và hướng put còn gọi là strangle và nếu như các bạn nghĩ rằng test này sẽ không dao động nhiều thì các bạn có thể dùng hình thức iron condor còn nếu như các bạn muốn đầu tư an toàn hơn thì các bạn có thể dùng hình thức sell put trong lúc cái premium hiện tại đang còn rất là nhiều. Và còn vô số strategy mà các bạn có thể sử dụng. Hy vọng các bạn đầu tư mua bán hôm nay sẽ gặp nhiều may mắn. Nếu như các bạn có gì thắc mắc, các bạn có thể comment trong video. Mình sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Nếu các bạn thấy video hữu ích, các bạn có thể subscribe, share, like. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.